Xin chào cả nhà. Ngày hôm nay gia đình nhà mình đi lên khu di tích đền Trần với lại chùa tháp. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Ngọc Anna NK. Ngày hôm nay thì Ngọc Anna sẽ mời các bạn cùng tham gia đi chơi một cái buổi chiều mát cùng với gia đình nhà mình. Vì là nghỉ dịch Covid cộng với lại trẻ con được nghỉ hè, trẻ con ở nhà nó rất là cuồng chân, cho nên là mình muốn là cho các con đi chơi mà muốn là tìm một cái không gian rộng rãi mà lại ít người chơi thì thực sự là rất là khó các bạn ạ. Nhưng đây mình đã tìm ra rồi đây, các bạn thấy chưa, cái không gian này cực kỳ là rộng luôn. Trước khi đến hồ nước đang xây dựng thì trước đó là có một cái bãi đất cỏ giúp cho trẻ con có thể chạy nhảy thoải mái vô tư luôn. Rất là rộng, và khi ra đến đây rồi thì hai con nhà mình thực sự được như là giải phóng ấy. Chúng chạy nhảy, chúng lô đùa như kiểu là chưa bao giờ được đi chơi ấy. Do là bị suốt ngày nhốt ở trong nhà cho nên rất là buồn. Ra đây với cái không gian rộng rãi làm cho tâm hồn được thư thái rất là nhiều. Thích lắm các bạn ơi. Mời các bạn cùng ngắm hồ nhé. Hồ nước rất là rộng luôn. Nước thì không được trong lắm đâu, bởi vì là hồ đang trong quá trình xây dựng ấy. Nhưng mà cũng tạo ra cái cảm giác như kiểu là đi biển ấy. Hồ rất rộng. Đây được gọi là hồ các bạn ạ. Hồ này cũng không sâu đâu các bạn. Ở dưới là toàn là đá thôi. Chắc là sau này dự định là sẽ là thả sen hoặc thả súng đấy. Rộng lắm, và trước khi xuống hồ là sẽ đi 4 bậc ấy. Gọi là tứ cấp, 1, 2, 3, 4, 5, 5 bậc các bạn ạ. Đây khoảng đằng sau này, sân rộng chưa? Đấy, bờ cỏ rất là rộng luôn. Đấy, Minh Chi chơi đi các con. Lém đứng xa bờ ra nhá, cứ lém như thế thôi. Đừng có đi xuống gần quá đấy, là ngã đấy nhá. Có thích không? Nếu thích thì ngày mai mẹ lại cho ra nhá. Khiếp, anh Minh lém lên cao thế. Chị ơi, chị lém đi con. Ba ơi, ba, ra đây chơi này ba ơi. Nhanh lên ba, ra lém với các con này. Đố ba lém được mà nó lách mấy lần như cái hồi nhỏ bọn em hay chơi đây. Ui, các con xem ba này. Wow, không ăn thua rồi. Ui dồi ba à. 1, 2, 3. Ui, được có 3 cái bọ. Ui dồi, ba lém tiếp này. Không ăn thua. 2, 3. Không ăn thua. Nhìn em này. 1, 2. Không biết ném rồi. Này ba nhìn em này. 2, 3. Wow, kinh, ba ném áp hết đây. Được 3 phát đây. Ba con tranh thủ ném một tí đi rồi còn đi về. Wow, kinh, ba ném điệu nghệ thế. Bin ơi, con phải lấy cái hòn sỏi nó mỏng ấy, chứ lấy hòn dày là ném không được đâu. Ui, ba ném kìa. Ui, ba ném tốt hết đấy. Ui, ông Minh còn ném tay trái nữa, làm sao mà được. Chi ơi, cẩn thận đấy, không ngã đấy. Để em vào chơi. Để nhớ, để em kiếm cái viên đá này, em chắc chắn em sẽ ném được này. Wow, rồi mình ném suốt từ lấy mấy lần rồi không được. Lần thứ ba này.
phải dạy các con nữa cơ. Cứ lé một mình. Chi ơi Chi, Chi nhìn mẹ nhá. Này Chi nhìn mẹ này. Úi giời. Wow. Lém tốt. Lém giỏi thật đấy. Úi xem anh Minh kìa. Wow. Trời ơi ông Minh ơi, là ông Minh ông đẹp thế sao được. Úi giời. Minh ơi nhìn mẹ này. Úi giời. Chơi cái này thích nhỉ, chơi mãi không thấy chán. Hôm nào bọn mình lại ra đây chơi tiếp nhá. Ui thế chứ. Bây giờ phải chơi cái trò gì mà chia đôi cặp ra ấy, chia cặp đôi đấy. Sang cái này một đội. Ừ. Ai? Ủa? Ai chơi trò chơi này, ai làm đá xa hơn? Ừ. Ok. Phải dạy những viên đá là to này, nặng này. Chia sang xa ra không là được. Úi. Ơ, ở dưới này có đá này, chứng tỏ là không nông lắm. Đây là bắt đầu nhỉ. Đi ai xa vào gần thế. Bé này chậm chậm cuối cùng đấy đi ạ. Đi ơi cháu ngã đấy. Ra đây. Chào ơi. À. Ui, bạn ơi, bố đi. Bạn đã chưa đi. Ui. Bố thể hiện nhá. Anh thể hiện là ai nắm đá sao hơn à? Hay chưa? Yeah, nắm đá sao anh để sáng. Chiu. Chiu. Nhưng mà mình mấy giờ? Xem cho bố nào, cho bố nhá. Cái quả này là xem nào. Tất cả nhà cùng xem bố nào. Wow, chị không ăn thua. 1, 2, 3, 4 4 bỏ mà kêu là 10. Bố là giỏi nhất. Gà. Yeah, quay kinh bố giỏi đến nằm ngủ với bố được rồi nhá. Không ngủ với mẹ nhá. Ok. Ok, sẽ nằm ngủ bố với mẹ. Nhưng mà sao con bảo con ngủ với bố? Ba con số ba. 1, 2, 3. Ba đến nhẹ nhá. 1, 2, 3. Một, hai, ba, bốn, năm. Nếu mà bố bảo kia là bố được 10 đi. Chào cả nhà. Ngày hôm nay gia đình nhà mình đi lên khu di tích đền Trần với lại chùa tháp để tham quan. Tuy nhiên thì ở trên này đang ở đền Trần ở đằng kia con ạ. Tuy nhiên thì ở trên này đang trùng tu nên là rất là nhiều gạch ngói bừa bộn. Không được vào trong đền với lại trong chùa vì cũng đang dịch Covid ấy. Thế là cả nhà mình đang chơi. Đây các bạn ơi nhìn này. Cả nhà mình đang chơi lém ở lém đá rất là vui luôn đó.
phía trước đây là một cái hồ rất là lớn, đang trong giai đoạn xây dựng. Ở đằng sau của các bạn đây nhé, ở đằng sau của các bạn thì sẽ là chùa tháp với lại khu di tích của đền Trần. Rất là vui luôn, bạn nào ở khu vực Nam Định thì có thể ghé đây để tham quan, để chơi. Đẹp lắm các bạn ạ. Đó, đây ở đằng sau đây, đó, khu di tích đây là chùa tháp này. Đằng sau của nó là chùa tháp các bạn nhìn đấy nhá. Còn phía xa xa đằng kia là đền Trần kìa. Đấy, giếng cổ triều Trần này. Hôm nào thì gia đình nhà mình sẽ vào tham quan đền Trần với lại chùa tháp, thì gia đình nhà mình sẽ quay lên cho các bạn ở bốn phương có thể tham quan từ xa nhé. Cả khu vực ở phía sau kia thì các bạn nhìn đằng sau kìa. Đằng sau cái hàng dừa ấy là cả một cái bãi đất rất là rộng luôn, cũng là thuộc khu di tích đền Trần và đang cải tạo. Đây chỉ là một cái hồ thôi, còn bên kia nữa cơ các bạn ạ. Đây, bên này chỉ là một cái hồ, còn đằng phía sau kia các bạn nhìn là phía sau mình ấy, phía sau máy xúc máy cẩu ấy kìa, cũng có một cái giếng, như là một, cũng có một cái hồ như thế này nữa, rất là rộng luôn. Đi ra đây chơi không khí thì rất là tuyệt vời. Bảo đảm với các bạn là khi nào mà khu di tích đền Trần hoàn thiện thì chắc chắn đây là một danh lam thắng cảnh cực kỳ là tuyệt vời luôn, mà người dân Nam Định được hưởng là trước hết. Và đặc biệt là những người như gia đình nhà mình là tại phường Lộc Vượng sẽ được hưởng cái cảnh quan này. Hàng ngày buổi chiều hoặc là buổi tối hoặc là sáng sớm hoàn toàn có thể ra đây đi thưởng cảnh. Tuyệt vời lắm các bạn ạ. Rất là tuyệt vời luôn, đang dịch Covid cho nên ít người đi lại ấy. Thích lắm. Đấy, đây gia đình nhà mình đang chơi đây, hai đứa trẻ con nhà mình đang chơi này. Đấy, vui lắm các bạn ạ. Bạn nào ở khu vực Nam Định thì có thể ghé chơi nhá, để trải nghiệm. Tuyệt vời các bạn ạ. Đây, cả đằng sau là khu bãi đất rộng, các bạn hoàn toàn có thể cho con chạy nhảy hoặc đá bóng. Rất là vui. Tuy nhiên thì cũng đến thời gian là con trai nhà mình đang đi học tiếng Anh, cho nên là gia đình nhà mình phải về rồi. Tạm biệt là anh chị em đã xem video nhé. Chúc cho mọi người an lành qua dịch Covid. Trong thời gian tới thì gia đình nhà mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan nhiều nơi nữa của Nam Định nhé. Tạm biệt mọi người.